Covid là một cái giá trị rất lớn mà chúng ta nhận được. Nó mang đến cho chúng ta rất nhiều những cái niềm đau và mất mát. Thế nhưng mà tuy nhiên ấy, nó lại dạy cho chúng ta một cái bài học để mà chúng ta trân trọng hơn những cái gì mình đang có và sống trọn từng phút giây. Nó có rất nhiều những cái nỗi buồn, những cái nỗi lo mà mình phải lắng lo. Và bây giờ nếu như mà mình bị tụt năng lượng chẳng hạn thì những cái nỗi lo đó, những cái nỗi buồn đó nó không biến mất đó vậy thì bây giờ tại sao mình lại phải buồn làm cái gì anh thường làm việc đến bảy tám giờ tối mới về nhà và Được. sau đó khi mà dùng bữa tối xong và vệ sinh cá nhân anh lại tiếp tục anh mở máy điện máy laptop ra làm việc có khi đến 12 giờ đêm hoặc một giờ đêm vợ anh có nói với anh rằng là bây giờ anh làm để sống hay làm để chết người phụ nữ ở đằng sau một người đàn ông là một người vô cùng quan trọng để quyết định thành công của người đàn ông đó khi mà vợ đã đồng lòng thì chồng không có sợ thất bại. Chào mừng các bạn đã đến với tập tiếp theo của Behind the C, series podcast hợp tác giữa Spyroom và Arisino nhằm đem đến những câu chuyện hậu trường phía sau những doanh nhân, những nhà lãnh đạo hàng đầu tại Việt Nam để hiểu rõ hơn về hành trình lập nghiệp cũng như là những khát vọng cháy bỏng của các lãnh đạo cấp C level. Hôm nay thì mình rất vui mừng mời đến đây một khách mời rất đặc biệt đấy là anh Linh, anh Phạm Ngọc Linh hiện giờ thì anh Linh đang là CEO của Unic Media Group với các công ty thành viên tập trung vào lĩnh vực truyền thông và quảng cáo, đặc biệt là quảng cáo ngoài trời. Ngoài ra thì anh Linh cũng là Phó Chủ tịch câu lạc bộ tiếp thị và truyền thông Việt Nam, một câu lạc bộ đã có 12 năm tuổi. Không biết là ngoài những cái thông tin như vậy thì anh Linh có gì muốn chia sẻ thêm về cá nhân hay là về sự nghiệp của mình không ạ? À, chào Việt Anh, hôm nay rất vui khi mà được ngồi đây để chia sẻ cùng với bạn và những bạn à, nghe chương trình này. À, thực ra thì ngoài những cái mà Việt Anh giới thiệu ra, thì anh còn tham gia vào một số những cái câu lạc bộ golf và đặc biệt là rất nhiều những cái hoạt động cộng đồng khác nữa và thậm chí là vâng. anh cũng có thể làm mc ở một số những cái chương trình sự kiện cộng đồng. Về cơ bản là các cái hoạt động cộng đồng là một cái hoạt động rất là yêu thích của anh. Vâng, như vậy là em em thấy là anh là một người như anh chia sẻ là một người rất là đa năng. Có thể làm được rất nhiều thứ thì không hiểu Tí nữa có lẽ em sẽ đi sâu hơn để hiểu rõ hơn Về những cái sở thích hoặc là những cái đam mê này của anh Nhưng mà anh có chia sẻ một cái keyword mà em vừa mới bắt được Đấy là keyword cộng đồng Anh có thể chia sẻ thêm một tí là tại sao mình lại rất là đam mê Làm các công tác cộng đồng này không ạ? Thực ra thì có thể nó cũng liên quan đến cái tính cách cá nhân Hoặc là cái sở thích mà mình cũng không vâng. biết là tại sao Có thể mình là một cái người hướng ngoại Thì cái việc mà được chia sẻ với người khác Và tham gia vào các cái sự kiện cộng đồng ấy nó mang đến cho mình một cái nguồn cảm hứng rất là tuyệt vời và từ vâng. những cái nguồn cảm hứng đó thì tự nhiên mình lại có một cái cảm giác là mình được nạp thêm rất là nhiều năng lượng và vâng. từ đó thì có cái nguồn năng lượng rồi thì mình lại chia sẻ và mình sống mình làm việc và mọi thứ nó sẽ cảm thấy rất là tuyệt vời một vâng. cái cảm giác khá là thú vị vâng em rất chia sẻ cái cái cảm xúc của anh với câu chuyện là khi mình làm cộng đồng thì có những thứ mà chắc là mình cũng không 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 nhận được ngay những cái giá trị gọi là có thể đo đếm được nhưng mà nó có những cái giá trị tinh thần những giá trị vô hình mà đôi khi là nó không thể so sánh với những thứ khác đúng không ạ anh cũng nghĩ là như vậy bởi vì khi mà đã nói đến cái việc mà làm cộng đồng thì hầu hết là chúng ta sẽ ở một cái tâm thế là chúng ta chia sẻ, vâng. chúng ta sẽ không nhận lại được vật chất hoặc là cái gì đó nhưng có một cái điều rất tuyệt vời chắc chắn chúng ta nhận được đó là niềm vui khi mà chúng vâng. ta mang đến cho mọi người cái giá trị mang đến cho mọi người cái niềm vui thì chắc chắn là mình nhận được niềm vui rồi. Thì anh nghĩ rằng đấy là một trong những cái giá trị lớn nhất của cái việc mà chúng ta tham gia cũng như là hoạt động và xây dựng các cộng đồng. Vâng cái câu hỏi đầu tiên mà em thường hỏi tất cả khách mời đó là cái hành trình khởi nghiệp thông thường mình hay gắn nó với câu chuyện là khởi đầu từ gara tức là rất khó khăn rồi nhiều khi là phải sử dụng các cái thiết bị hoặc là những thứ có sẵn trong gia đình chẳng hạn thế thế thì em tò mò không biết là cái gara khởi nghiệp của anh những ngày đầu tiên nó như thế nào à nó là một cái câu chuyện khá là dài khá là thú vị nhưng mà tuy nhiên ấy, nó cũng rất là đáng nhớ và ấn tượng bởi vì khi mà đi ra khởi nghiệp thì đương nhiên là chúng ta sẽ bị thiếu thốn về tiềm lực tài chính kinh vâng. nghiệm và rất rất nhiều những cái yếu tố khác nữa nó không giống như là một cái màu hồng mà mình hình dung và mình tưởng tượng ra thì những cái ngày đầu khi mà mới khởi nghiệp anh cũng thuê một cái văn phòng nhỏ xinh thôi và rất là lạ là cứ nghĩ rằng là sẽ là một công ty rất hoành tráng nhưng mà rốt cuộc thì công ty có sếp và một bạn kế toán cùng với lại một bạn để chạy dự án cùng với mình và thú vị hơn nữa là chính bản thân mình trước đây đã từng là một cái người làm quảng cáo nhìn rất là professional ở trong khách sạn năm sao ừ. rồi rất là bóng bẩy nhưng ừ. mà cuối cùng đến cái lúc mà bắt đầu bước chân vào con đường khởi nghiệp thì em không thể hình dung được là ngày đó anh còn giống như một người thợ đi làm quảng cáo anh cũng đi để anh tham gia vào cái việc giám sát và thậm chí là treo băng rôn cùng với lại các bạn thợ và đi dán kính rồi gần như là mình làm tất cả mọi việc Em cũng rất chia sẻ câu chuyện này tại vì ngày trước ví dụ như là bọn em từ Spyroom là ngày xưa bọn em phải bọn em có một mảng kinh doanh là bọn em bán sách chẳng hạn. Em vẫn nhớ là cái lần đầu tiên là em phải đi đóng sách hoặc là em phải tự ship tự tìm đơn vị ship này tự đóng hàng thứ cho khách. Nói chung là mình làm tất cả mọi cái. Mặc dù là ví dụ như title thì thì là CEO rồi là founder nghe rất là oai. Em nghĩ là rất nhiều bạn trẻ sẽ cảm thấy rằng là à tôi là một người sáng lập một nhà sáng lập gì đấy thì nghe nó rất hoành tráng nhưng mà có thể là những câu chuyện phía sau ở nhà sáng lập nó nó trần trụi hơn như những cái gì anh em mình đã trải qua đúng không đúng rồi thực ra ấy là trước lúc mà bắt đầu công ty riêng của mình ấy thì mình vâng. nghĩ rằng là trở thành một giám đốc cũng chắc là sẽ hoành tráng đó. công ty <laughs> sẽ nhìn rất là bề thế vì trước đây mình cũng là một uh, chuyên gia trong lĩnh vực quảng cáo và mình làm ở một tập đoàn rất là lớn thì mọi thứ với mình mình nghĩ rằng là ồ Vậy thì nếu như bây giờ mình đi ra ngoài Mình khởi nghiệp, mình trở thành một doanh nhân Thì uh, chắc là nhìn sẽ kinh khủng đấy Thế nhưng mà sự thật thì không phải như vậy Bởi vì khi mà bạn bắt đầu khởi nghiệp có một doanh nghiệp riêng thì lúc đó sẽ không phải chỉ đơn giản là bạn làm một cái công việc chuyên môn nữa mà bạn sẽ phải lo rất nhiều những yếu tố khác về tài chính này, về quản trị nhân sự này rồi thậm chí là nó xoay quanh cả cái việc liên quan đến dòng tiền để vận hành doanh nghiệp của mình và đến lúc đó thì bắt đầu bạn sẽ không phải là cái người đi làm công để nhận lương nữa mà bạn sẽ phải tự lo cho doanh nghiệp của mình và lúc đó là cái lúc mà bạn sẽ phải lăn xả vào tất cả mọi việc để bằng mọi giá mình sẽ duy trì được và có cái cơ hội để phát triển được công ty nhìn vậy thôi nhưng mà ngoài những cái lúc mặc áo vest rất là đẹp trai lộng lẫy để đi tham dự sự kiện thì nó là những cái lúc mà đội mũ bảo hiểm đeo khẩu trang mặc áo lao động để đi theo thợ để giám sát những cái dự án nhỏ xíu mình cũng phải làm bởi vì cái lúc đó là cái lúc mà mình mới bắt đầu mà mình cứ mong chờ vào những cái dự án lớn thì đâu có đâu thì anh nghĩ rằng là hầu hết những người mới bắt đầu khởi sự thì cái giai đoạn đầu sẽ là cái giai đoạn mà người ta sẽ phải quên đi những cái hào nhoáng để gọi là sắm tay vào việc đấy em cảm thấy rất là gọi là tâm đắc về cái chia sẻ này bởi vì uh, có thể là đúng như anh nói lúc mà mình khởi đầu thì mình sẽ nghĩ là à, ok tôi sẽ có một công ty hoành tráng rồi có nhân sự có anh em rồi có đủ thứ uh, nhưng mà đúng là đằng sau của một gọi là một một lãnh đạo ở những cái ngày cái giai đoạn đầu tiên đúng là gọi là cái việc gì cũng làm cứ việc gì mà không có không có ai làm là mình sẽ là người đầu tiên phải làm thậm chí là làm cho đến khi ra được quy trình, ra được công thức rồi lại phải chuyển giao và tìm được gọi là đào tạo được những cái lớp kế cận. Em muốn đi sâu hơn vào một chút một câu chuyện là về công ty của anh. À, anh có thể chia sẻ với em tại sao anh lại lại có ý tưởng thành lập unix được không? Và anh có thể giới thiệu sâu hơn về công ty của mình đúng không? Ừ. À, trước đây khi mà anh làm việc ở trong một à, tập đoàn truyền thông rất là lớn, thì à, anh có được cơ hội làm việc với cực kỳ nhiều khách hàng lớn. Và ừ. sau đó thì anh có một cái cảm nhận là ồ tại sao cũng có những tập đoàn truyền thông đa phương tiện người ta có thể triển khai được những cái chiến dịch truyền thông tổng thể ví dụ như là group em rất nổi tiếng thì ai cũng biết rồi vâng. à, vậy thì tại sao ở trong lĩnh vực quảng cáo ngoài trời lại không có một cái công ty tương tự như vậy bởi vì bản thân cái công ty trước đó anh làm ấy thì cái hoạt động chính của công ty chỉ tập trung vào khai thác quảng cáo ở trên xe buýt thôi mà trong yeah. khi đó các nhãn hàng họ không chỉ triển khai quảng cáo trên buýt mà họ còn triển khai ở trên các hình thức quảng cáo ngoài trời khác thì từ đó nó tạo ra một cái ý tưởng là anh sẽ có một cái công ty quảng cáo ngoài trời tích hợp để yeah. có thể triển khai được những cái chiến dịch quảng cáo ngoài trời tổng thể cho khách hàng thay yeah. vì cái việc là khách hàng sẽ phải đi thuê quảng cáo service của một công ty, thuê biển quảng cáo của một công ty, thuê biển quảng cáo ở tỉnh nọ tỉnh kia của một công ty thì công ty unix sẽ là công ty có thể triển khai được một cái chiến dịch quảng cáo ngoài trời tổng thể như vậy cho khách hàng và đó là cái căn nguyên để dẫn đến việc là anh sáng lập ra công ty unic và chính cái hồi đó cũng là một cái định vị rất rõ ràng là unic là công ty quảng cáo ngoài trời tích hợp đầu tiên tại việt nam vâng. với năng lực thực thi các dự án quảng cáo ngoài trời tổng thể trên toàn quốc vâng. và sau đó thì um, unic đã làm được cái điều đó cho em hỏi là anh đã bắt đầu Unique đến nay là được bao nhiêu năm rồi? À năm nay à. Unique đã bước sang năm thứ 10. Năm thứ 10. Và thực ra ấy, thì quay trở lại cái câu chuyện hồi ban đầu Việt Anh và anh cùng chia sẻ với nhau ấy, cái lúc khởi nghiệp thì cái kế hoạch của anh nghe nó hoành tráng và hùng vĩ như vậy, nhưng mà tuy nhiên ngay cái giai đoạn đầu khi mà mới bắt đầu ấy thì mình đâu có làm được như thế đâu. Bởi vì sao? Bởi vì mình định vị mình là công ty quảng cáo ngoài trời tích hợp để triển khai dự án trên toàn quốc nhưng mà nguồn lực của mình không có kinh nghiệm của right. mình chưa có thương hiệu của mình chưa có right. thì hầu hết mình tiếp cận khách hàng để mà mình thể hiện cái năng lực của mình bằng cái việc là mình liên kết tất cả những cái xưởng sản xuất ở trên toàn quốc để làm được cái việc đó nhưng mà khách hàng không có tin đó thế cho nên là trong hai năm đầu tiên là hai cái năm mà anh tìm cách để mà đi làm việc với khách hàng để mà chứng minh cái năng lực của mình nhưng mà khách hàng không có tin và sau đó cũng là cái lý do mà cái khát khao của mình thì nó rất lớn và rất là hoành tráng nhưng hai năm đầu nó bị những cái trở ngại và khó khăn là mình không thể làm được giống như thế giống như mình vẽ ra và mình tưởng tượng ra nên đấy là cái câu chuyện tại sao mà mình phải đi làm cả những cái dự án nhỏ xíu giống như là dán đề can treo băng rôn và thi công cả những cái quảng cáo nhỏ xíu để mình bắt đầu mình tích lũy kinh nghiệm cũng như đặc biệt là gom nhặt Uh, tiền để duy trì cho à. doanh nghiệp của mình uh, sau 2 năm tức là năm 2016 thì bắt đầu bên anh có những dự án quảng cáo ngoài trời lớn đầu tiên và đến năm 2017 thì bên anh đã triển khai được một cái chiến dịch quảng cáo cho Honda ô tô ở trên 17 tỉnh thành đó à. thì bắt đầu khi mà chứng minh và khẳng định được cái năng lực của mình như vậy thì bắt đầu các doanh nghiệp và các thương hiệu họ tin rằng là có một cái công ty quảng cáo ngoài trời tích hợp tồn tại trên thị trường và sau đó thì là chuỗi những cái dự án lớn khác do Unix thực hiện. Vâng, em thấy anh có chia sẻ là hai năm, tức là hai năm hai năm cực kỳ khó khăn. Đúng rồi. Hai năm em nghĩ là một quãng thời gian rất là dài. Chắc chắn là nó thử thách niềm tin của anh là một và thậm chí là niềm tin của đội ngũ. Thì trong hai năm đấy làm thế nào để để cá nhân anh và cũng như là đội ngũ của Unix có thể vẫn tiếp tục đồng hành và phát triển để mình đến được cái ngưỡng gọi là tạm gọi là điểm bùng phát đi vào năm 2016 đó là hai năm vô cùng khó khăn là những cái khoảng thời gian mà anh đi làm từ 7 giờ sáng. Vâng. và có khi 7 8 giờ tối anh mới về. Bằng mọi cách để tìm ra những cái uh, dự án, khách hàng hoặc là mình ngồi để mình suy nghĩ về cách thức để mà mình tiếp cận khách hàng, mình làm việc như thế nào, mình triển khai như thế nào. Và đó cũng là những cái khoảng thời gian mà thậm chí rằng đã có những lúc anh nghĩ rằng có chắc là mình gục ngã rồi, mình lại phải quay lại cái con đường đi làm công thôi. Bởi vì bây giờ tiền hết rồi. Mình không còn tiền để mình duy trì bộ máy nữa rồi. Mình không còn tiền để mà mình có thể đầu tư thêm được nữa rồi. Thì đã có những lúc anh nghĩ rằng thôi có khi bây giờ vợ có một cái công ty về thiết bị văn phòng hay là thôi mình đi về mình làm ship hàng cho vợ. Ừ. Xong rồi buổi tối thì mình bán trà đá ở ngoài 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 mặt tiền của cửa hàng vậy. Tức là đến cái mức như vậy thế nhưng mà sau đó thì nhờ có vợ anh động viên cũng như là cái sự quyết tâm của chính bản thân mình bởi vì, vì nếu như mà mình dừng lại là mình thất bại rồi mình không có cơ hội rồi và anh bắt đầu anh tiếp tục thì mẹ vợ anh cho vay tiền này ừ. đó và sau đó thì cũng có một số một số những cái sự hỗ trợ từ xung quanh Vậy khi mà mình có khó khăn mình chia sẻ thì bắt đầu uh, bạn bè, đối tác, anh em ở bên cạnh bắt đầu chia sẻ cho mình những cơ hội, những dự án nhỏ nhỏ xinh xinh để mình làm Và sau đó thì anh em đi cùng cũng tương tự như vậy Lúc đó đội ngũ dưới 10 người thôi à, đội ngũ không quá đông vâng. Nhưng mà mọi người đều thấy được cái khát khao, cái hoài bão của mình Và đặc biệt là mọi người thấy được cái cơ hội của mình cũng là một cái may mắn nữa đấy là anh cũng là một cái người có cái khả năng để mà chia sẻ và truyền lửa cho anh em thế nên là anh em cũng tin vào cái đường hướng và cái định hướng của mình vâng em thấy rằng là mỗi doanh nhân thì thông thường họ sẽ có những cái khát vọng gửi gắm qua doanh nghiệp của mình sẽ có những người là mong muốn ví dụ như là tạo giá trị của xã hội này hoặc là mang những sản phẩm của người việt ra nước ngoài vân vân vậy thì khát vọng của anh với unix là gì ạ anh muốn mang đến một cái thương hiệu mà có thể giải quyết được cái vấn đề của khách hàng đó là triển khai những cái chiến dịch quảng cáo ngoài trời tổng thể và đặc biệt là nó sẽ mang đến cái gọi là cái sự độc đáo và cũng phá bỏ được một cái định kiến rằng là quảng cáo ngoài trời thì không hề khô khan một chút nào cả bằng chứng của cái việc đó đấy là unix triển khai rất nhiều những cái dự án quảng cáo ngoài trời sáng tạo và thậm chí nó cũng có thể là những cái chiến dịch để có thể kết hợp giữa offline và online. Thế vâng. còn nói về cái khát khao và hoài bão để to lớn thì anh nghĩ rằng anh chưa nghĩ được bởi vì anh có một cái quan niệm nó khá là rõ ràng bằng cái việc đấy là mình có những cái lớp yêu thương để mình nỗ lực cố gắng. Trước vâng. tiên là để lo cho chính bản thân của mình, gia đình của mình và tiếp theo nữa là anh em đi cùng với mình và sau vâng. nữa là mình mang đến những cái giá trị cho xã hội bằng cái việc uh, giống như ban nãy không biết Việt Anh có để ý hay không nhưng mà anh có chia sẻ một cái đoạn lúc đầu là cái cảm giác được cho đi thì đấy chính là hạnh phúc. Vâng. Thì khi mà mình càng nỗ lực, mình càng cố gắng, mình càng xây dựng cái thương hiệu và cái doanh nghiệp của mình nó càng lớn thì mình càng có cơ hội để mình cho đi được nhiều hơn. Vâng. Và đó cũng chính là cái cách thức để mình mang đến cái niềm vui và hạnh phúc cho người khác cho chính bản thân của mình và đặc biệt là cho những người đi cùng mình Vâng, em em nghĩ đấy là một cái mà chắc chắn là rất nhiều doanh nhân và rất nhiều người chủ doanh nghiệp cũng chăn trở và chia sẻ với anh vì em nghĩ là trong trường hợp của em thôi nó cũng là câu chuyện gọi là khi mình đi sự, khởi nghiệp thì ban đầu mình cũng mong muốn gọi là thay đổi thế giới ngày xưa em, bọn em là thế Đúng cũng rồi. muốn thay đổi thế giới cũng muốn tạo ra gọi là những thứ hữu ích những thứ gọi là có thể gọi là thay đổi xã hội đi ừ. nhưng mà dần 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 mình sẽ phải với thực tế thực tế nó sẽ diễn ra khó khăn hơn mình dự tính và dần dần mình sẽ trở nên thực tế hơn mình sẽ dần dần phải nghĩ là câu chuyện là làm sao lo cho chính bản thân mình cho gia đình mình rồi sau đó là lo cho anh em những người mà đã đồng hành với mình từ những ngày đầu tiên và khi mà tất cả mọi người đã mạnh rồi lúc đấy mình mới có thể tạo ra cái giá trị xã hội bền vững mặc dù là có thể là ngay ngày đầu tiên mình có thể hướng đến câu chuyện tạo ra giá trị xã hội luôn nhưng mà nó chỉ có thể bền vững nếu mà tất cả những người đóng góp trong cái cái bức tranh đấy đều được tốt đấy là quan điểm của em sau chắc là gần một chục năm, gần một chục năm gọi là cũng lan lộn trong cái hành trình khởi nghiệp. Em thấy anh là một người có rất là nhiều gọi là gì nhỉ? trải nghiệm và rất là nhiều đam mê với ngành gọi là marketing và truyền thông. Vậy thì em em tò mò là không biết là cái cơ duyên nào dẫn anh đến với con đường này và đặc biệt là cái lĩnh vực quảng cáo ngoài trời ạ, bởi vì em nghĩ rằng là đấy là một lĩnh vực tương đối gọi là nó là một lĩnh vực gọi là gì nhỉ? Tức là nó tương đối chuyên môn so với gọi là marketing và truyền thông như chúng ta đang biết, các bạn trẻ đang biết bây giờ đúng là cái câu chuyện là nghề chọn người anh nghĩ là như vậy. Vâng. À, khi mà anh tốt nghiệp và đặc biệt là anh cảm thấy là mình phù hợp với cái nghề gọi là sale ấy, kinh doanh. Ấy. Vâng. Thì trong cái quá trình đó thì anh cũng có nộp cv vào một số công ty và đặc biệt là cho đến bây giờ anh vẫn nhớ là tại sao mà mình lại lựa chọn quảng cáo ngoài trời bởi vì trước đó anh không hề biết quảng cáo ngoài trời là gì cả và khi mà anh đi nộp cv vào một công ty thì anh đã được nhận vào cái vị trí là uh, nhân viên kinh doanh quê Hàn nghe nó rất ừ. là rất là thú vị rất là độc đáo và sau đó thì một cái chỗ anh phỏng vấn thứ hai là công ty quảng cáo công ty quảng cáo cũng tuyển nhân viên kinh doanh mà thì anh cũng ừ. đi vào đó và anh phỏng vấn và anh cũng được nhận vào là làm nhân viên kinh doanh quảng cáo ngoài trời thì anh mới có một cái băn khoăn là mình đẹp trai thế này mà đi bán que hàn hơi buồn cười. cười. Vậy mình thử xem mình đi làm quảng cáo xem nó có, có nó có phù hợp hơn hay không. Và lúc đó anh còn nghĩ rằng là quảng cáo ngoài trời là đi phát tờ rơi. Và lúc đó thì rất ngây thơ và anh còn nghĩ rằng là à, đẹp trai này phát tờ rơi chắc người ta nhận. <laughs> Thế sau đó thì um, nó cũng là một cái cơ may bởi vì cái công ty đầu tiên anh vào làm việc đó tên là công ty quảng cáo Thái Dương. Vâng. Thì cái cô giám đốc lúc đó ấy cô ấy cũng là một người rất thành công trong lĩnh vực quảng cáo ngoài trời ở cái giai đoạn đó bởi vì trước đó thì cô ấy là người đầu tiên làm cái quảng cáo ở trên xe buýt ở tại hà nội vâng. cho Ajinomoto. cô ấy kể vâng. như vậy là khi mà mấy bác ấy đi thăm hà nội thì có chỉ vào mấy cái xe buýt ấy và nói rằng là ờ tôi muốn dán quảng cáo lên mấy cái xe này thì sau đó thì cô ấy thực thi được cái việc đó bằng việc là vẽ lên trên mấy cái xe buýt đó thì đến cái lúc mà anh vào công ty đó làm việc ấy, Thì nó cũng là cái lúc mà cô ấy bắt đầu nhiều tuổi rồi Thì cô ấy cần tìm một cái người để mà cô ấy gọi là Truyền nghề, nghề lại cho vâng. Anh rất may mắn là như vậy Thì sau 2 năm anh làm việc ở đó Thì bắt đầu anh mới biết Thực ra quảng cáo ngoài trời nó là cái gì Nó là như thế nào Và anh thấy rằng à, Cái này nó đúng là cái phù hợp với chính bản thân của mình Mình vừa được bán hàng này Vừa được giao tiếp với người khác này anh được gặp gỡ, được nói chuyện với rất nhiều khách hàng, rất nhiều bạn marketer, đặc biệt là những người mà đã làm marketing và truyền thông thì là những người rất là thú vị và độc đáo, sáng vâng. tạo. Nhớ cái cụm từ độc đáo nha. Đó, vâng. độc đáo và sáng tạo, cũng thì... là cái tên của Unix luôn. Đúng rồi đó. Thì anh thấy rằng là ồ, cái đây là đúng là một cái công việc để mình làm. Và thêm nữa anh lại được đi rất nhiều nơi, được gặp gỡ rất nhiều người cho nên là anh nghĩ rằng đây là một cái nghề nó thực sự là phù hợp với mình và sau đó thì anh gắn bó và anh cống hiến với cái công việc đó thế còn trong công việc thì anh đặt mục tiêu để mà phát triển để trở thành một cái chuyên gia có nghĩa là mình sẽ phải am hiểu thật sâu làm thật tốt thì anh nghĩ rằng cái câu chuyện mà anh đến với cái nghề quảng cáo nó là như vậy còn trong cái quá trình mà anh làm việc thì bắt đầu anh tham gia vào À, các hội nhóm về marketing và truyền thông ở trên mạng ngày đó ngày đó thì mà. không có mạng xã hội như bây giờ mà là những cái diễn forum. đàn forum đúng rồi mà. thì có một cái diễn đàn rất nổi tiếng là open share thì ở trong đó cũng có một số những cái thành viên và anh cùng với một bạn ở trong đó thì có một cái buổi apply ở ngoài hà nội và sau đó thì bạn ấy chính là cái người sáng lập ra cái câu lạc bộ tiếp thị và truyền thông việt nam vmcc nào. nó tiền thân nó đến từ open share như vậy và 12 năm rồi thì bọn anh cùng nhau gắn bó xây dựng và phát triển thì đấy là cái câu chuyện nó liên quan đến cái việc uh, anh đi đến với quảng cáo ngoài trời như thế nào và cái lĩnh vực truyền thông như thế nào vâng em nghĩ đấy là một câu chuyện uh, câu chuyện rất là thú vị trong câu chuyện đấy thì em thấy có hình bóng của một người tạm gọi là người thầy ừ C chính là cái cô ở trong công ty công ty thái dương đấy đúng rồi em em thắc mắc không biết là hiện giờ gọi là anh có còn tức là có còn connection tức là có còn gọi là liên hệ với cô không và cái mối quan hệ nó hiện giờ như thế nào à, câu chuyện với cô CEO của Thái Dương cái ngày đó thì nó cũng khá là dài Bà. và thực ra thì ngày đó anh được kể lại thôi là khi mà cô uh, chia sẻ cùng với anh rất nhiều và làm việc cùng với anh rất nhiều thì um, đến cái lúc mà anh dừng công việc ở tại thái dương ấy bởi vì công ty giai đoạn đó thì chỉ tập trung nhiều vào hoạt động liên quan đến thiết kế đó à. thiết kế mà trong khi đó thì cái quảng cáo ngoài trời thì nó lại rộng hơn rất là nhiều và à. nó là cái mà anh sẽ bám đuổi sẽ đi theo thì sau đó anh uh, dừng công việc lại thì anh cũng làm cho cô giận bởi vì cô đã chia sẻ với mình rất là nhiều rồi. Sau đó thì mình dừng cái công việc lại thì cô cũng rất là buồn và sau một thời gian sau thì cô vào Đà Lạt sống. Cũng bởi vì cái độ tuổi nữa nên cái giai đoạn đó em hình dung là giai đoạn năm 2007 tám ấy thì uh, Facebook chưa có nha. Có rồi nhưng mà bị chặn nên nó không phổ biến và à. thường là mọi người dùng Yahoo thì anh ở cái giai đoạn đó thì cũng có tương tác với cô qua Yahoo qua email nhưng mà sau sau này thì dần 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 thì vì cô cũng ở trong Đà Lạt còn bây giờ thì cô quay lại Hà Nội rồi nhưng mà cái liên lạc và cái tương tác nó cũng không thường xuyên nữa nhưng à. mà còn một cái người thầy thứ hai vĩ đại hơn một chút nữa thì anh sẽ chia sẻ thêm à. À, vâng em em rất là ừ. tò mò muốn gọi là biết thêm về những câu chuyện gọi là hậu trường như vậy. Em thì trong cái quá trình nói chuyện với anh thì em nhận thấy anh là một người rất là lạc quan và tích cực, có một cái năng lượng gì đấy rất là tích cực. Em biết là ví dụ như là với công việc làm chủ của doanh nghiệp đi thì nó sẽ không không hề đơn giản và nó đôi khi là nó rất là căng thẳng và nó sẽ không không giúp cho mình, tức là để mà mình tích cực và mình lạc quan được trong mọi thời điểm. Em nghĩ là nó rất là khó. À, vậy thì anh có cái bí quyết nào để giữ được cái sự lạc quan này không ạ? Anh nghĩ rằng khi mà mình đã đủ trải nghiệm, mình đủ tu dưỡng ấy, thì mình sẽ nhận ra được những cái giá trị ở trong cuộc sống để mà mình có được cái tinh thần lạc quan. Vâng. À, một cái ví dụ cơ bản thôi là bây giờ nếu như mà anh cầm cái cốc nước này lên để anh uống, vâng. thì em có hết khát không? Rõ ràng là không, đúng không? Vâng. Vậy thì bây giờ cũng tương tự như vậy, nó có rất nhiều những cái nỗi buồn, những cái nỗi lo mà mình phải lắng lo. Và bây giờ nếu như mà mình bị tụt năng lượng chẳng hạn thì những cái nỗi lo đó, những cái nỗi buồn đó nó không biến mất. đó vậy thì bây giờ tại sao mình lại phải buồn làm cái gì đúng không nào? cái thứ được. hai nữa cũng là một trong những cái anh nghĩ rằng covid là một cái giá trị rất lớn mà chúng ta nhận được nó mang đến cho chúng ta rất nhiều những cái niềm đau và mất mát. thế nhưng mà tuy nhiên ấy nó lại dạy cho chúng ta một cái bài học để mà chúng ta trân trọng hơn những cái gì mình đang có và sống trọn từng phút giây. Thì anh nghĩ rằng Ví dụ thôi Nhiều khi mình mong muốn mình giải quyết được Những cái vấn đề nọ, vấn đề kia Mình băn khoăn, mình trăn trọc Xong đó thì mình mang về nhà Mình vẫn cứ u sầu Và mình bỏ lãng phí đi cái khoảng thời gian Ở bên cạnh gia đình Thì cái vấn đề đó nó cũng không có được giải quyết Vậy Đúng thì à. anh nghĩ rằng Một trong những cái từ khóa quan trọng Mà chúng ta cần nhớ đó là giờ nào việc nấy Những cái nỗi buồn, những cái băn khoăn Những cái trăn trở liên quan đến công việc thì chúng ta hãy để nó ở văn phòng còn khi mà chúng ta đã về đến nhà rồi thì chúng ta hãy dành thời gian để yêu thương chính bản thân của mình sau đó là những người ở bên cạnh của mình và tận hưởng những cái phút giây mà mình đang có nó cũng giống như bây giờ tôi khi mà chúng ta đang ngồi nói chuyện với nhau ở đây thì anh sẽ bỏ quên tất cả những cái vấn đề ở bên ngoài căn phòng này vâng. mặc dù nó có rất nhiều những cái nỗi lo rất nhiều những cái vấn đề băn khoăn chăn trở mà mình cần phải giải quyết thì đấy là một trong những cái bí quyết của anh để mình có thể vui sống em nghĩ đấy là một một kỹ năng rất là quan trọng mà ừ. chắc chắn là cũng không phải ai cũng có thể có được Thậm chí là trong trường của em chẳng hạn em thì lại hơi hơi khác một chút ở khía cạnh là thực ra mình là chủ doanh nghiệp thì thông thường mình sẽ gặp rất nhiều các vấn đề và vấn đề nó phát sinh ở những thời điểm bất ngờ nhất em tin chắc là kể cả buổi tối anh về cũng sẽ có những cái thời điểm mà tự nhiên công việc nó nảy sinh nó phát sinh và mình mình sẽ gần như là không thể nào một phần trăm gọi là tập trung vào việc nghỉ ngơi hoặc là dành thời gian cho gia đình được. Với cá nhân em, chẳng hạn, em cũng đang học, đang học ừ. cái cách để mình cân bằng, học cái cách để mình biết gọi là giờ nào việc nấy. Ừ. Nên lời khuyên đấy của anh em nghĩ là một lời khuyên của một gọi là đàn anh đã đi trước và có rất nhiều kinh nghiệm. Ờ, nhưng mà em vẫn thắc mắc là anh có thể luyện tập cái cái cách suy nghĩ đấy như thế nào và chắc chắn là nó phải có những khó khăn, tức là sẽ có những thời điểm mà mình không thể thực hành được cái suy nghĩ đấy. Và cũng có thời điểm ví dụ như mình chưa thực sự là làm chủ được cái kỹ năng đấy Vậy thì có cái cách thức nào để luyện tập không anh? À, giai đoạn mới khởi nghiệp vâng. và bắt đầu có một số những cái dự án lớn Thì anh thường làm việc đến 7-8 giờ tối mới về nhà Và vâng. sau đó khi mà dùng bữa tối xong và vệ sinh cá nhân Anh lại tiếp tục anh mở máy để máy laptop ra làm việc Có khi đến 12 giờ đêm hoặc 1 giờ đêm Để xây dựng kế hoạch để làm việc nọ làm việc kia và sau đó thì vợ anh có nói với anh rằng là bây giờ anh làm để sống hay làm để chết đó thế thì anh sau đó thì anh mới nhìn nhận lại và anh thấy rằng ờ đúng thật bây giờ nếu như mà mình cứ đắm đuối với công việc như vậy thì mình làm để sống hay mình làm để chết và sau đó thì anh giải quyết các công việc ở trên công ty tập trung hơn và giải quyết dứt điểm hơn và tạo ra cho mình một cái nguyên tắc đấy là đã về nhà là không mở laptop ra nữa thế còn cái công việc giống như là việt anh chia sẻ rằng nó có những cái phát sinh ấy thì đồng ý là chúng ta sẽ giải quyết những cái vấn đề phát sinh đó bởi vì nó liên quan đến cái công việc và đặc thù công việc của mỗi người nhưng mà tuy nhiên ấy là mình đặt lại những cái nỗi lo mình không suy nghĩ đến nó nữa mình không suy nghĩ đến nó nữa và mình tận hưởng những cái phút giây thực tế ở tại gia đình của mình ở tại những cái giây phút mà mình xứng đáng được nghỉ ngơi như vậy để tái tạo năng lượng và sau đó thì chính bản thân mình sẽ phải rèn luyện để mà trong những cái khoảng thời gian mà mình làm việc ở tại công ty á nó sẽ phải tập trung hơn để mình có thể giải quyết được vấn đề dứt điểm hơn, để mình đi về nhà mình có khoảng nhiều khoảng thời gian mình thoải mái hơn, để mình được nghỉ ngơi, để mình tái tạo năng lượng tốt hơn. Thì anh nghĩ rằng đấy là một trong những cái cách thức mà chúng ta phải rèn luyện. Còn thêm một cái yếu tố nữa mà vợ anh và anh thống nhất cùng với nhau trước đây cái lúc mà nhà anh thì có ba bạn nhỏ. Nên là vợ chồng anh thống nhất với nhau là từ lúc 6 giờ tối đến 10 giờ tối là anh không cầm điện thoại. Vâng. tắt mạng trừ phi có cuộc gọi đến thì mình nghe còn nếu không thì mình sẽ không vào mạng giai đoạn đó để mình dành chọn cái khoảng thời gian đó cho gia đình, cho các bạn nhỏ ở bên cạnh nhau thế sau đấy thì đến lúc qua 10 giờ rồi các bạn đi ngủ rồi thì mình có thể vào mạng mình uh, kiểm tra tin nhắn mình nói chuyện cá nhân hoặc là như thế nào đó thì anh nghĩ rằng cái giai đoạn um, đầu mà anh mới tập để mà giờ nào việc đấy ấy, thì nó có những cái quy chế như vậy ở trong gia đình và cho chính bản thân của mình thì dần dần nó thành quen vâng đó thế còn bây giờ thì có thể là mình đã quen với cái việc đấy và mình làm chủ được cái việc đấy rồi thì mình sẽ không bị cuốn theo cái việc là mình cứ đi tán gẫu hoặc mình nói chuyện trong điện thoại và không tập trung đến xung quanh nữa đó vâng em nghĩ là đấy là một cái cái khởi đầu rất là tốt em có thể gọi là áp dụng cho chính mình vì em cũng sắp có em bé và à, em nghĩ là vâng. đối với em thì đấy sẽ là một cái cái bước ngoặt mà chắc chắn em sẽ phải tìm cách làm sao để công việc là công việc và thời gian cho gia đình nó vẫn phải là thời gian cho gia đình và nó phải thực sự chất lượng. Em tin là với những chia sẻ của anh thì ngay trình cá nhân em em cũng sẽ học được rất nhiều điều và có thể là các bạn khán tính giả mà bây giờ vẫn đang gặp rất nhiều vấn đề về câu chuyện cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và công việc. Các bạn thì cũng sẽ có được lời khuyên đúng đắn và một ừ. cái hướng đi tốt. Em thấy anh có chia sẻ rất nhiều về về vợ anh. Thực ừ. ra em em rất tò mò vì em cảm thấy chị có vẻ là một người phụ nữ rất là tuyệt vời và hỗ trợ anh rất là nhiều trong ví dụ hành trình sự nghiệp này, rồi kể cả trong công việc gọi là trong cuộc sống luôn, nó không chỉ ở trong sự việc bởi vì như vậy vừa nãy anh cũng có chia sẻ là chị cũng có chia sẻ về, về anh về cái việc là anh không nên làm việc quá nhiều mà ừ. nên gọi là có một cách thức tiếp cận nó hợp lý hơn. Vậy thì anh có thể chia sẻ thêm về hậu phương vững chắc này của mình không ạ? Ừ. anh rất tự hào về vợ của anh. À, cô ấy là một à, huấn luyện viên yoga, à, là một nghệ sĩ piano với anh là như ừ. vậy. Và đặc biệt là cô ấy là một cái người có tình thương yêu bao la. À, anh nghĩ rằng nếu như mà không có những cái lời động viên và khích lệ của cô ấy thì chắc là anh không có ngày hôm nay và thậm chí là công ty unix không thể phát triển được đến bây giờ bởi vì cô ấy luôn động viên anh mạnh mẽ hơn trong kinh doanh quyết liệt hơn trong những cái việc mà đưa ra quyết định và đặc biệt là cô ấy luôn đồng cam cộng khổ cùng với anh từ những cái giai đoạn mà khó khăn nhất đến cả những cái giai đoạn khi mà công ty gặt hái được rất nhiều những cái thành công thì anh nghĩ rằng người phụ nữ ở đằng sau một người đàn ông là một người vô cùng quan trọng để quyết định thành công của người đàn ông đó đấy là với những người có gia đình ở nhà vâng bởi vì sao bởi vì chúng ta sẽ cảm thấy có cái nguồn động lực lớn hơn khi mà chúng ta đã có được cái khát khao hoài bão nhưng nếu như mà chúng ta nhận được cái nguồn động viên to lớn từ cái người mình yêu thương ấy thì cái sức mạnh nó càng khủng khiếp hơn rất là nhiều thì anh rất may mắn có một người phụ nữ như vậy. Vâng. Trong một bài viết em nhớ là anh có chia sẻ rằng là vợ anh ủng hộ anh hết mình trong cái thời điểm có những cái thời điểm mà rất là khó khăn. Nhưng mà mình quay trở lại câu hỏi này là trong cái thời điểm khó khăn đấy chị đã ủng hộ anh hết mình và anh có thể nói rõ hơn về cái cái thời điểm này được không ạ? À, thực ra nhá, ngay cả cái ví dụ ban đầu là tại sao lại là mẹ vợ cho vay tiền thì cũng không phải là anh đi anh hỏi vay ai đâu. Anh vâng. không hỏi vay bố mẹ của anh cũng không hỏi vay bố mẹ vợ mà tự vợ anh chia sẻ với mẹ vợ của anh về cái khó khăn của anh giai đoạn đó và sau đó thì bà tự hỏi con có cần tiền không mẹ cho vay thì vâng ok con cần đó thì tức là vợ anh hỗ trợ cho anh từ những cái như vậy cô ấy là một người rất là tinh tế để cô ấy quan sát xem là anh cần cái gì anh mong muốn điều gì và anh nên làm điều gì hay không nên làm điều gì thì thực ra là cô ấy cũng giống như một cái người quân sư của anh đó là cái người mà luôn chia sẻ động viên anh và cũng giống như một cái video ở trên tiktok anh chia sẻ một video đó hàng mấy triệu lượt xem ấy là khi mà vợ đã đồng lòng thì chồng không có sợ thất bại không sợ bất cứ cái điều gì cả bởi vì có đôi khi là chúng ta băn khoăn trước một cái vấn đề gì đó chúng ta lắng lo trước một cái vấn đề gì đó và đặc biệt là người đàn ông chúng ta hay sợ thất bại nhưng mà bây giờ người mình yêu thương người mà cùng ở trung lưng đấu cật với mình nói rằng anh hãy cứ làm đi thất bại nó chỉ là một bài học để cho anh thành công hơn thôi thì lúc đó mình đâu còn cái nỗi sợ gì nữa đâu Thì anh nghĩ rằng đó cũng là một trong những cái Điều vô cùng tuyệt vời Để anh nói rằng là anh rất tự hào về vợ của mình Vâng, em nghĩ là Anh có một hậu phương quá vững chắc Và cái niềm tin Thực ra với em thì em cũng rất là chia sẻ điều đó Bởi vì em nghĩ rằng là Đôi khi ở trong cuộc sống nhiều khi là mình đã có Lời giải cho một vấn đề Nhưng mà thực sự là mình sẽ cần Những người gọi là cùng đồng lòng Và sẵn sàng bảo là à ok làm đi Nếu có vấn đề gì thì vẫn có gọi là mọi thứ vẫn sẽ ổn thực ra em em là một người cũng như vậy em rất là chia sẻ chuyện đó và em nghĩ rằng là cái việc mà anh gọi là có một cái hậu phương như vậy cũng có thể nó sẽ chính là cái lý do tại sao mà anh có nhiều động lực và nhiều sự tích cực đến như thế mình quay trở lại một cái cái câu hỏi cái chia sẻ trước đấy của anh anh có chia sẻ rằng là anh có một người thầy nữa một người thầy mà anh để dành cho phần sau vậy em em hiện giờ em rất là tò mò về người thầy này anh có có thể chia sẻ thêm được không ạ à, thực ra thì uh, xung quanh anh có rất nhiều người thầy nhưng mà ban nãy việt anh có hỏi cái người thầy liên quan đến công việc thì anh nói rằng là trong công việc thì còn một cái người thầy thứ hai uh, đó là chị uh, kim thủy là sếp gần nhất của anh trước khi anh khởi nghiệp thì ừ. chị thủy là một người vô cùng mạnh mẽ là một người phụ nữ cực kỳ bản lĩnh và cực kỳ tài năng thì trong suốt 4 năm anh làm việc ở tại tập đoàn truyền thông đất Việt thì chị Thủy là sếp trực tiếp của anh ở ngoài Hà Nội vâng. và anh học được từ chị Thủy cực kỳ nhiều điều à, từ kỹ năng giao tiếp trước đây anh không nói được rõ ràng, rành mạch như bây giờ đâu anh không có được cái sự tự tin như bây giờ đâu nhưng mà anh học được từ chị Thủy điều đó anh học được từ chị Thủy cả cái sự khéo léo trong công việc và giải quyết các vấn đề À, anh học được từ chị thủy cả về cái cách thức để mà ngoại giao với đối tác học được chị, từ từ chị thủy cái nguồn năng lượng rất là tuyệt vời chị thủy là một cái người có nguồn năng lượng còn mạnh hơn cả anh đó thì trong 4 năm làm việc cùng với chị thủy anh học được vô cùng nhiều những cái điều tuyệt vời từ chị ấy. thì cái giai đoạn mà anh ra ngoài để khởi nghiệp ấy thì sau đó thì chị thủy cũng dừng công việc ở tại tập đoàn để đi sang mỹ định cư và bây giờ thì chị Thủy đang ở Mỹ. À, anh và chị Thủy bây giờ vẫn duy trì cái liên lạc cùng với nhau và cũng có rất nhiều những cái chia sẻ. Và chị cũng rất vui khi mà nhìn thấy được cái sự trưởng thành của anh cũng như là cái nguồn năng lượng của anh. là nói vui thôi nhưng mà bây giờ anh cũng U40 cứng rồi. Anh chuẩn bị sang U50 đến nơi rồi. Nhưng mà với chị Thủy thì anh vẫn luôn là một cậu bé. Đó đó là cũng là một trong những cái điều rất là tuyệt vời vâng em nghĩ là trong cuộc sống của mình tìm được những người gọi là mentor những người có thể đi với mình rất là dài rất là lâu và luôn luôn đem lại cho mình những cái nguồn năng lượng tích cực em nghĩ đấy là đấy thực sự là một cái sự may mắn và em cũng hy vọng rằng là anh sẽ tiếp tục ngoài câu chuyện là tức là anh anh đã nhận những nguồn năng lượng đấy thì em tin rằng ví dụ bây giờ anh sẽ có những người mà anh anh đang dẫn dắt và những người đó cũng sẽ tìm thấy cái cảm hứng tìm thấy cái niềm tin giống như cách mà anh đã tìm thấy ở chị thủy hoặc là trước đó là cô cô em không biết tên cô ừ. uh, là gì uh, hy vọng là như vậy uh, em thấy là ngoài công việc Bây giờ mình đã nói khá nhiều về công việc này về uh, gia đình uh, em muốn nói sâu hơn một tí về uh, các cái sở thích bởi vì em theo những cái gì em tìm hiểu về anh thì em thấy anh là một người có rất nhiều sở thích và anh cũng có cái sự gọi là giới trẻ bọn em hay gọi là try hard tức là có sự nỗ lực trong ừ. các cái đam mê của mình thì anh có thể chia sẻ một chút về các đam mê của anh cho các bạn khán thính giả có thể biết thêm được không ạ? Một cái sở thích gần nhất bây giờ và nó vâng. cũng gắn bó với anh 6 năm nay rồi, đó là chơi golf. Vâng. Thì thực ra ấy là anh đến với cái bộ môn này nó cũng tình cờ thôi. Vâng. Đó là anh làm việc với rất nhiều khách hàng Hàn Quốc. Và cái việc để mà anh có thể tiếp xúc được với họ Để nói chuyện với họ, để tư vấn cho họ Để họ hiểu hơn về công ty của mình Hoặc là để tư vấn tốt cho cái sản phẩm và dịch vụ của họ ấy Nó rất là khó Bởi vì nó liên quan đến cái việc là uh, rào cản Có rất nhiều những cái rào cản Bởi vì người Hàn Quốc thì họ cũng ngại những cái chuyện tế nhị Họ gặp nhà với đối tác thì họ cũng rất là hạn chế Thế sau ừ. đó thì anh mới thấy rằng là Ờ, à, vậy thì nếu như mà mình biết chơi golf thì mình sẽ trở thành một người bạn chơi của họ và à. lúc mà đi chơi golf thì 5 tiếng ở trên sân ấy thì có rất nhiều những cái cơ hội để mà mình có thể nói chuyện được với họ để tư vấn được cho họ. Thực ra là ngay cả cái, cái việc mà liên quan đến công việc thì mình cũng chưa nói hết ở cái việc là biết anh triển khai rất nhiều những cái dự án lớn à. và đặc biệt là cho một số khách hàng Hàn Quốc, trong đó tiêu biểu là khách hàng Koreno em có thể nhìn thấy cái Gì sản phẩm Coreno. về Hàn Quốc. À. Anh phải tự hào mà nói rằng nhờ có Unix mà người Việt Nam biết đến Koreno một cách rõ ràng như vậy. Bởi vâng. vì trong suốt 6 năm làm việc cùng với nhau, thì unix đã triển khai hầu hết tất cả những cái chiến dịch quảng cáo của Coreno tại Việt Nam vâng. ở rất nhiều các tỉnh thành. Đó thế thì uh, uh, quay trở lại cái câu chuyện về golf thì cái lúc mà anh đi tập golf để anh chơi ấy, thì đúng anh đã đạt được mục tiêu đó là uh, được đi chơi cùng với các lãnh đạo của các thương hiệu mà anh đang làm việc. Và sau đó thì trong cái quá trình đi chơi thì mặc dù không nói đến chuyện công việc nhưng mà người ta sẽ hiểu hơn về công ty của mình và vô tình thôi người ta cũng sẽ có những cái chia sẻ về sản phẩm của người ta và mình à. có cái tư vấn thêm chứ mình không có mời chào để người ta ký hợp đồng với mình mà mình sẽ có những cái tư vấn thêm để nó tốt cho người ta rồi mình có cả những cái hỗ trợ bên ngoài thêm nữa cho công ty của họ đó thế thì câu chuyện nó không chỉ dừng lại như vậy mà cái lúc bắt đầu đi vào với góp ấy thì anh lại quen thêm rất nhiều những cái người bạn có thể dùng từ là vĩ đại hầu hết là các doanh nhân hầu vâng. hết là những người mà đã có những cái thành công nhất định ở trong cái lĩnh vực của mình đang làm thì từ đó anh lại học được thêm từ họ rất nhiều vâng và sau đó thì nó sẽ không chỉ dừng lại ở cái việc là mình học mình giao lưu nữa bởi vì sao mình học và mình giao lưu mà mình chơi không tốt thì không ổn thì bắt đầu anh chinh phục đến giai đoạn là chinh phục và góp là một cái bộ môn rất khó để chơi nó đòi hỏi cái sự tĩnh lặng nó đòi hỏi cái sự khéo léo nó cần đến cả cái sức mạnh nữa và thể chất nữa thì bắt đầu anh rèn luyện và đặc biệt nữa là ở trong câu lạc bộ góp g86 của anh là những người sinh năm 86 vâng. thì anh còn nổi tiếng với cái việc là một cái người chơi và thi đấu luôn luôn cực kỳ nghiêm túc để bù lại sau những cái sự nỗ lực về tập luyện về cái sự nghiêm túc cũng như là những cái giá trị mình nhận được từ cái việc kết nối thì anh cũng có rất nhiều cúp anh được rất nhiều cúp ở trong các cái giải đấu thì anh nghĩ rằng đó là một trong những cái mà không chỉ anh mà rất nhiều các bạn trẻ sau này nếu như mà các bạn chơi góp chẳng hạn hay bất cứ cái môn thể thao nào, nào chẳng hạn thì cái tính kỷ luật và cái sự nghiêm túc nó sẽ mang đến cho các bạn kết quả rất là tốt Ừ. Thực ra em em rất là thích cái quan điểm đấy vì em cũng là một người mà đã không chơi thì thôi nhưng mà em chơi thì em không muốn không muốn chơi kém đấy là quan điểm của em và trong tất cả những thứ thứ mà em đã bảo là em thích thì em sẽ dành rất nhiều thời gian và phải có phương pháp luyện tập cho nó từ âm nhạc này hoặc là thể thao sẽ có một số cái bộ môn mà em chơi em nghĩ rằng là em rất là chia sẻ cái quan điểm của anh về cái việc là khi mà mình đã tiếp cận một thứ gì đấy, mình hãy tiếp cận nó với một sự nghiêm túc và một tính kỷ luật, bởi vì cái điều đó nó sẽ giúp mình không chỉ là đi xa trong cái bộ môn đấy, mà em tin rằng là nó sẽ giúp mình trong cuộc sống nữa. Em có một câu hỏi cuối cùng dành dành cho anh, à, đó là khi mình đã ở cái lứa tuổi anh tạm gọi là u bốn mươi cứng này đi, nhìn lại cả một quãng quãng đường gọi là mình đã khởi nghiệp và mình đã phát triển doanh nghiệp của mình, thì nếu mà được quay trở lại anh của những ngày đầu tiên để đưa ra một lời khuyên thì lời khuyên đó sẽ là gì ạ? Ừ, câu hỏi này rất hay. À, anh nghĩ rằng à, thực ra thì cái việc mà chúng ta anh cũng mới đọc được thôi và anh chiêm nghiệm lại với chính bản thân và cuộc đời của mình anh thấy nó khá là hay. À, có sáu từ nó có thể giúp cho bạn thành công và hạnh phúc một cách viên mãn. Đầu tiên đấy là bạn sẽ không sợ hãi vâng bạn hãy quyết liệt trong tất cả mọi việc trong mọi hoạt động trong cuộc sống và thực ra ấy, hãy gạt bỏ hết tất cả những nỗi sợ đi bởi vì nếu như mà bạn sợ thì bạn sẽ không làm được đến nơi đến trốn đâu cái thứ hai nữa ấy, chính là ba từ còn lại đấy là không hối hận bởi vì bây giờ nếu như mà bạn có hối hận thì bạn cũng không thể làm lại được vậy thì thay vì như thế thì bạn hãy nghĩ rằng tất cả những cái gì đã qua với bạn nó là một cái bài học để sau này bạn tốt hơn sau này bạn trở nên tuyệt vời hơn thì um, nếu như quay trở lại cái giai đoạn mới bắt đầu ấy thì anh nghĩ rằng cái sự quyết liệt cái sự tận tâm nó sẽ giúp cho bạn có những cái thành quả trong công việc còn đương nhiên cái sự chân thành nó sẽ mang đến cho các bạn rất nhiều những cái giá trị ở trong các cái mối quan hệ bạn là một cái người luôn quyết liệt luôn tận tâm và luôn chân thành thì mọi thứ ở xung quanh của bạn nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều vâng ừ. thì anh nghĩ rằng mình cũng đừng quá nặng nề cái chuyện là mình sẽ phải như thế nào phải làm gì hay phải ra làm sao mà mình hãy cố gắng tu dưỡng bản thân của mình bằng cách rèn thân tâm trí ngay từ cái lúc mà mình còn rất trẻ mình chăm đọc sách mình chăm tu dưỡng bằng cái việc là nghe những cái audio chia sẻ về kinh nghiệm và trải nghiệm mình học hỏi từ những người khác mình quan sát xung quanh và mình sống trọn từng giây thì các bạn sẽ gặt hái được rất nhiều những cái thành quả chia sẻ thêm một chút nữa là anh cũng là một người vô cùng may mắn bởi vì năm 2012 anh 26 tuổi thì anh có tham gia vào một cái tổ chức kết nối doanh nhân à, anh là một doanh nhân rất trẻ ở cái giai đoạn đó thì anh được học từ các doanh nhân khác rất nhiều. À, bởi vì mình được nghe những câu chuyện thành công, mình được nghe những cái chia sẻ về những cái thất bại và tự nhiên mình cảm thấy rằng, ồ, thì đây cũng đúng là những cái cuốn sách sống của mình rồi. Vậy thì tất cả những người mà chúng ta gặp ở trong cuộc đời này đều sẽ là người thầy của chúng ta để dạy cho chúng ta một cái gì đó vâng. và mình cứ thuận theo tự nhiên thôi. Nhưng mà đương nhiên là mình sẽ chỉ học những cái điều tốt thôi và mình sẽ phải tạo ra ừ. cho mình một cái màng lọc ừ. những cái uh, nó tiêu cực là mình phải dẹp ngay mình đừng để những cái tiêu cực nó ngấm vào người của mình và nếu như mình có cái cảm giác liên quan đến tiêu cực thì mình sẽ phải tránh xa ngay từ đầu bởi vì nếu không thì cứ lâu 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 mình ở gần tiêu cực là mình sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái tiêu cực ừ. thế nên là chắc chắn là khi mà em ở gần những người luôn tràn đầy năng lượng và luôn vui vẻ thì em sẽ nhận được cái nguồn năng lượng và cái sự vui vẻ đó. Nó cũng giống như việc là chúng ta ở bên ánh mặt trời thì chúng ta sẽ được chiếu sáng. Vậy thôi. Chắc đấy cũng là lý do tại sao mà anh nhận lời tham gia si đúng không? Bởi vì cũng là một cơ hội để mình chia sẻ câu chuyện của mình và giúp cho những bạn trẻ ngoài kia giống như có thể là giống như anh của năm 26 tuổi đó đúng được rồi. tiếp cận những câu chuyện và cũng đấy cũng là lý do tại sao bọn em đồng hành cùng Arsino để làm series này bởi vì em nghĩ rằng là những câu chuyện của các lãnh đạo hay những doanh nhân là những câu chuyện thực ra nó có rất nhiều những bài học và nó có rất nhiều những trải nghiệm quý báu mà có thể là rất nhiều bạn trẻ ngoài kia là những cái cái bạn mà có khát khao có năng lực và rất là muốn đóng góp muốn tạo ra những giá trị tốt đẹp thì các bạn ấy sẽ có thể dựa vào những cái nguồn cảm hứng đấy dựa vào những câu chuyện đấy những va vấp đấy để các bạn tìm ra cái lộ trình cái con đường tốt hơn cho chính mình em cũng rất là cảm ơn anh linh vì đã dành thời gian ngày hôm nay đến đây để cùng chia sẻ với em và khán thính giả của của behind the sea và em tin chắc rằng là các bạn đã thu thu gọi là sau cái cuộc nói chuyện này các bạn đã thu cho mình những cái bài học rất là quý báu thậm chí là chính em em cũng có những bài học rất quý báu về câu chuyện cân bằng cuộc sống gia đình và công việc này hoặc là về cái định hướng cách thức mình nhìn nhận cuộc sống hoặc là cách mình có thể gọi là xây dựng những cái mối quan hệ bền vững để giúp cho việc kinh doanh của mình trở nên tốt hơn em cũng rất hy vọng là trong tương lai mình sẽ có những cái cơ hội khác có thể là trong một số podcast nào đó khác hoặc là thậm chí biết đâu lại có những cái hợp tác kinh doanh gì đó giữa giữa hai bên và em cảm ơn anh rất nhiều vì đã dành thời gian ngày hôm nay em hy vọng rằng là anh sẽ tiếp tục thành công trong công việc của mình và tiếp tục giữ được cái năng lượng tích cực này để tiếp tục lan tỏa cái năng lượng đấy đến nhiều người hơn nữa trong cuộc sống cảm ơn anh yes cảm ơn em rất nhiều với buổi trò chuyện và chia sẻ ngày hôm nay à, thực ra thì cái hành trình để mà chúng ta có thể mang đến một trong những cái giá trị cho chính bản thân của mình đó là chúng ta chia sẻ thì cái việc mà chúng ta chia sẻ và mang đến những cái điều ý nghĩa, những cái kinh nghiệm và trải nghiệm cho người khác nó cũng sẽ là một trong những cái cách thức để mà nó giúp cho bản thân mình trở nên hạnh phúc hơn và giúp cho cuộc sống này trở nên ý nghĩa hơn. Và một lời nhắn gửi cuối cùng đó là hy vọng rằng tất cả các bạn trẻ xem cái chương trình này, các bạn cũng sẽ luôn mở rộng tấm lòng để mà chia sẻ với những người xung quanh. Có một và. cái câu anh rất là tâm đắc khi mà anh nhận được cái sự giúp đỡ của một người và anh hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ trả ơn được người ta thì anh nhận được lại một câu như thế này uhm, anh không cần nghĩ đến việc trả ơn em đâu mà anh hãy đi giúp đỡ thật nhiều những người khác đó cũng chính là một trong những cách để anh trả ơn cho em và trả ơn cho cuộc đời này và hy vọng rằng các bạn xem cái chương trình này mà các bạn cảm thấy các bạn đón nhận được những cái nội dung hữu ích thì các bạn cũng sẽ chia sẻ những cái điều hữu ích những cái kinh nghiệm và trải nghiệm từ chính bản thân của mình với những người khác đó cũng là một cái cách để mà các bạn trả ơn cho người chia sẻ cái video và cái chương trình này cũng như là trả ơn cho cuộc đời cảm ơn em vâng em cảm ơn anh ok xin chào và hẹn gặp lại